Sáng nay, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an và ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Trong năm 2020, Công an thành phố Đà Nẵng đã chủ động triển khai nhiều phương án, kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Nổi bật, tội phạm về trật tự xã hội giảm 12%, tỷ lệ điều tra phá án chung đạt 85,6%, án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 98,1%. Đặc biệt, tại thời điểm dịch bệnh COVID-19 hoành hành, Công an Đà Nẵng đã khởi tố 9 vụ trên tổng số 21 bị can về hành vi tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, xử vi phạm hành chính hàng trăm trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch. Toàn lực lượng đã tăng cường 100% quân số, đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực cách ly, cửa ngõ ra vào của thành phố, quyết tâm cùng chính quyền và nhân dân thực hiện mục tiêu kép. Có nhiều thời điểm chúng tôi được biết là anh em chúng ta hết sức căng thẳng, nhưng mà qua đó cũng có thấy là cái việc đóng góp, vai trò của lực lượng công an thành phố trong những lúc khó khăn đó được đảng bộ, được nhân dân tin tưởng và đánh giá rất cao. Lãnh đạo bộ cũng đã có những lần động viên, ghi nhận đánh giá rất cao các đồng chí. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh biểu dương những thành tích của lực lượng công an thành phố đạt được trong năm qua, đặc biệt là công tác đấu tranh với tội phạm người nước ngoài, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho các sự kiện chính trị quan trọng của thành phố. Chúng tôi nhận thức rằng là cái an ninh chính trị mà không ổn, lòng dân bất an thì không thể phát triển kinh tế xã hội và cũng không thể phát triển thành phố được. Cái nhiệm vụ, chính vì thế mà cái nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, cực kỳ quan trọng, thường xuyên, liên tục. Trong đó vai trò của lực lượng công an đã nằm cốt. Chắc chắn thời gian đến thì lực lượng công an chúng ta cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Cần phải có những biện pháp rất mạnh hơn nữa, bởi vì tội phạm của chúng ta luôn luôn là manh nha và những cái hành vi phức tạp hơn. Năm 2021, Công an thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả các biện pháp phòng ngừa xã hội, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, hoạt động theo băng nhóm, phấn đấu đạt tỷ lệ điều tra khám phá án trên 75%, án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95%, kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông ít nhất 5% số người chết, giảm số vụ cháy nổ so với năm 2020. Cũng tại hội nghị, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã trao cờ thi đua của Bộ Công an cho 3 tập thể xuất sắc dẫn đầu của Công an thành phố. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng đã trao bằng khen cho 4 tập thể.